Xin chào tất cả các con, cô Thanh Mai đây. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bước vào bài học mới luôn nhé. Bài học của chúng ta ngày hôm nay mang tên bài 2, ôn tập bài hát Memories, học lý thuyết về gam, đôi trưởng và la thứ. Và sau đây, không để các con phải chờ đợi lâu nữa, chúng ta cùng bước vào nội dung chi tiết của bài học mới này nhé. Trước khi bước vào bài học mới ngày hôm nay, cô mời các con lắng nghe đoạn nhạc sau. Giai điệu vừa rồi nằm trong bài hát Memories, được viết ở thể loại nhạc pop, do nhóm sản xuất, sáng tác từng đoạt giải Grammy của Mỹ có tên Maroon 5 sáng tác. Nhóm nhạc đã gửi gắm thông điệp ý nghĩa về cuộc sống, nói về tình cảm chân thành của chúng ta đối với quá khứ, cách để mọi người vượt qua khó khăn, để cùng yêu thương nhau với hiện tại. Và bây giờ, chúng ta cùng nhau đi vào bài học mới ngày hôm nay mang tên Bài 2, ôn tập bài hát Memories, giới thiệu gam đôi trưởng và la thứ. Mục tiêu của tiết học ngày hôm nay là 1. Hát thuộc lời và giai điệu của bài Memories. 2. Hiểu được khái niệm và tính chất của gam đôi trưởng và la thứ. Mời các con đi vào nội dung số 1, ôn tập bài hát Memories. Chúng ta cùng chuyển sang nội dung luyện thanh. Đây là một nội dung rất là quan trọng trước khi để các con bước vào hát một bài hát. Và nội dung luyện thanh ngày hôm nay của chúng ta thì đầu tiên mời các con chúng ta sẽ hát với mẫu âm mi và chúng ta sẽ hát với kỹ thuật hát nảy hay còn nói cách khác đó là hát staccato đấy. Thì bây giờ các con sẽ nghe cô làm mẫu một lần nhé. Sẽ thực hành với kỹ thuật là staccato, tức là chúng ta hát nảy. Và kỹ thuật hát này thì cô sẽ giới thiệu qua cho các con một chút về cái kỹ thuật hát nảy này. Tức là khi mà chúng ta phát âm mẫu âm mi thì chúng ta sẽ bật âm thanh, lấy thật nhiều hơi và chúng ta tiết kiệm hơi ở bụng, nén hơi ở bụng của mình này. Sau đó thì chúng mình sẽ bật qua miệng, qua kẽ răng. Âm thanh sẽ đi qua kẽ răng và đi ra ngoài. Và các con lưu ý là khi chúng ta luyện thanh với mẫu âm này thì chúng ta sẽ mở miệng theo chiều ngang. Đây là chiều ngang đúng không nào? Chiều ngang và các con sẽ cười lên, cười tươi lên và chúng ta sẽ làm lộ hàm răng ở bên trên để âm thanh đi qua kẽ răng và đi ra ngoài nhé. Và bây giờ thì cô sẽ mời các con, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào luyện thanh với mẫu âm mi này nhé. Các con nghe đàn và hát theo cao độ của đàn nhé. Thank you.
tiếp theo thì chúng ta sẽ bước vào với một mẫu luyện thanh mới, đó là mẫu âm mi và nô. Nhưng mà lần này thì chúng ta sẽ không hát nảy, không hát với kỹ thuật staccato nữa, mà các con sẽ hát với kỹ thuật hát liền giọng. Hát liền là chúng ta sẽ hát legato. Thì bây giờ cô sẽ làm mẫu với phần luyện thanh của mẫu âm mi và nô nhé. Các con cùng quan sát và lắng nghe này. Sẽ lấy thật nhiều hơi và tiết kiệm ở trong bụng. Sau đó thì chúng ta sẽ đẩy âm thanh đi ra bên ngoài của miệng của chúng mình nhé. Nhưng mà tuy nhiên thì chúng mình lưu ý giúp cô là khi mà chúng ta hát với âm nô thì các con sẽ mở khẩu hình theo chiều dọc, đúng không nào? Chúng ta sẽ mở giống như hình chữ O. Chúng ta có thể để một ngón tay ở trước miệng của mình, ở trước miệng của mình để chúng ta tưởng tượng cái cách chúng ta mở khẩu hình như thế nào nhé. Ví dụ đây là ngón tay của cô này. Xong sau đó thì chúng ta sẽ mở khẩu hình theo chiều dọc. Và lúc nãy thì chúng mình có cả mẫu âm mi nữa thì chúng mình sẽ mở theo chiều ngang. Rồi, bây giờ thì cô sẽ mời các con chúng ta sẽ cùng nhau đi vào luyện thanh ở kỹ thuật hát liền giọng legato và với mẫu âm mi và nô nhé. Các con lưu ý là lắng nghe cô bắt nhịp 1, 2, sau đó thì chúng ta sẽ hát. Nội dung tiếp theo là hát cả bài. Các con chú ý mở to khẩu hình, lấy thật nhiều hơi khi hát nhé. Thank you.
mời các con chuyển sang nội dung 2, lý thuyết âm nhạc, gam, đô trưởng và la thứ. Vậy gam đô trưởng là gì? Gam đô trưởng chính là 7 nốt nhạc cơ bản. Âm bậc 1 hay còn gọi là âm chủ là nốt đô, được ký hiệu là chữ cái C. Âm bậc 2 là nốt rê, được ký hiệu là chữ D. Âm bậc 3 là nốt mi, ký hiệu là chữ E. Âm bậc 4 là nốt pha, ký hiệu là chữ F. Âm bậc 5 là nốt son, ký hiệu là chữ G. Âm bậc 6 là nốt la, ký hiệu là chữ A. Âm bậc 7 là nốt si, ký hiệu là chữ B. Sau đây, cô mời các con lắng nghe cô hát cao độ của các bậc âm trong gam đô trưởng để thấy được màu sắc tươi sáng và khỏe khoắn của gam đô trưởng. Đô rê mi pha. Và tiếp theo, cô mời các con sẽ hát cao độ của các bậc âm trong gam đô trưởng theo đàn piano. Và chúng ta lưu ý khi nào cô bắt nhịp 1-2 thì chúng ta sẽ lấy hơi để hát. 1-2 Mời các con hát lần 2. Chuẩn bị. 1, 2. Gam đô trưởng có màu sắc tươi sáng và khỏe khoắn. Vậy gam la thứ là gì? Gam la thứ chính là 7 nốt nhạc được sắp xếp từ âm bậc 1 đến âm bậc 7. Âm bậc 1 của gam la thứ chính là nốt la, hay còn nói cách khác là âm chủ, được ký hiệu là chữ A. Âm bậc 2 là nốt si, ký hiệu là B. Âm bậc 3 là nốt đô, ký hiệu là C. Âm bậc 4 là nốt rê, ký hiệu là D. Âm bậc 5 là nốt mi, ký hiệu là E. Âm bậc 6 là nốt pha, ký hiệu là F. Âm bậc 7 là nốt son, ký hiệu là G. Gam la thứ có màu sắc hơi buồn và hơi tối. Và bây giờ, cô mời các con nghe cô hát cao độ của các bậc âm trong gam la thứ để thấy được sắc thái hơi trầm buồn của gam la thứ. La si do re mi fa son la, la son fa mi re do si la. Tiếp theo, cô mời các con hát cao độ của gam la thứ. Các con chuẩn bị. 1, 2 La si do re mi fa son la, la son fa mi re do si la. Cô mời các con hát cao độ của gam la thứ lần 2. Các con chuẩn bị. 1, 2
Cam đô trưởng và la thứ đều không có dấu hóa biểu đầu khuôn nhạc, nhưng âm sắc của chúng lại tương phản với nhau. Gam đô trưởng thường khỏe khoắn và tươi sáng, thì la thứ thường hơi trầm buồn và mang màu sắc tối. Các bậc trong gam trưởng dùng để xây dựng giai điệu một bài hát, một bản nhạc, thì bài hát hoặc bản nhạc đó được viết ở giọng trưởng kèm theo tên âm chủ. Ví dụ, bản nhạc được viết ở giọng đô trưởng. Và tương tự như vậy, các bậc trong gam thứ dùng để xây dựng một giai điệu, một bài hát hoặc một bản nhạc thì được gọi là giọng thứ kèm theo tên âm chủ. Ví dụ như bản nhạc được viết ở giọng la thứ. Để cảm nhận được sắc thái của hai giọng này, mời các con cùng nghe hai bản nhạc sau đây để thấy được sự khác biệt giữa giọng đô trưởng và giọng la thứ. Nhiệm vụ về nhà của các con là
Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.